Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Trường hợp của tôi, bố mẹ tôi thì bố là bác sĩ, thời Bác Hồ, thì bố tôi nghỉ hưu lâu là 86 tuổi. Thế mẹ tôi là y sĩ, thì cũng đều làm quản lý và đều chữa bệnh. Nhưng đến bây giờ các cụ già, nhưng mà những cái buổi mấy chục năm nay nghe không rõ, nhưng mình học lên về mình làm cái là các cụ nghe rõ luôn và cũng chỉ làm một lần. Thế đến lần hai muốn làm nữa cũng không cho nghe, không cho làm nữa. Là vì tao nghe được cả cái tiếng Hàn ở đầu làng, nó không, tức là nó rõ quá, cho nên là cũng không cho làm. Bố tôi là bác sĩ và vợ cũng là bác sĩ. Thế thì đấy là một cái ví dụ mà mục tiêu câu lạc bộ là trước hết phải phục vụ cho cái khách hàng là người bệnh tự nguyện, và có thể là trước khi vào viện và qua khi là đã vào viện rồi nhưng không hiệu quả. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.